Để tiến hành mở camera trên laptop thì chúng ta sẽ thực hiện các bước sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào Oh, tie here to search. Ở đây mình sẽ gõ camera. Khi đó app camera sẽ xuất hiện, chúng ta nhấp chuột vào mở app camera. Và chúng ta chờ cho một ít thời gian để camera được khởi động. Rồi sau khi camera đã mở để chụp hình thì chúng ta bấm vào biểu tượng máy chụp hình để chụp. Để chụp bài làm thì chúng ta đưa bài làm của mình vào trước camera. Rồi, sau khi chúng ta đã chụp hình xong thì chúng ta thoát khỏi camera. Bây giờ chúng ta sẽ vào thư mục chứa hình mà mình đã chụp. Chúng ta mở Disk PC. Rồi chúng ta tìm đến thư mục Picture. Rồi chúng ta mở thư mục Camera Roll. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được hình chúng ta vừa chụp.